trong bản tin ngày 3 tháng 1, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Ontario chuyển sang học trực tuyến, đóng cửa nhà ăn trong nhà và phòng tập thể dục. Một số luật mới có hiệu lực toàn Canada vào năm 2022. Quân đội Canada đến Quebec để giúp đẩy nhanh việc tiêm chủng COVID-19. Các quy định mới về số lượng thực phẩm có thể mang vào Canada. Tòa án Ontario trao 107 triệu đô la cho gia đình nạn nhân chuyến bay BS752. Các tài liệu liên bang gợi ý về tác động kinh tế sâu rộng từ đông tiên ảo của Ngân hàng Trung ương. Nguồn tin mật cảnh báo về căn bệnh đáng sợ ảnh hưởng tới ngay càng nhiều người lớn ở các tỉnh Canada. Những ngôi nhà bán rẻ nhất ở Canada ngay bây giờ theo từng tỉnh. FDA Hoa Kỳ phê duyệt Pfizer COVID-19 tăng cường cho trẻ em từ 12 cho tới 15 tuổi. Thủ tướng Úc Scott Morrison thể hiện sự lạc quan trong bối cảnh Úc bùng phát virus. Tuyết phủ trắng thủ đô Hoa Kỳ khiến cho nhiều cơ quan phải đóng cửa, giao thông gặp nhiều trở ngại. Năm cường quốc hạt nhân cho rằng sẽ không có quốc gia nào có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân. Iran thề sẽ trả thù vụ giết tướng Soleimani nếu cựu tổng thống Donald Trump không bị đưa ra xét xử. Việt Nam mở đường bay quốc tế nhưng chi phí về vẫn đắt đỏ. Tuấn Ly và Hoàng Anh cùng với ban biên tập của Culture Channel xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin Canada hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình. Chúng ta bước sang một ngày mới của một tuần mới của một năm mới. Culture Channel chúng tôi xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Tỉnh Ontario vào ngày thứ Hai đã thông báo áp đặt lại các hạn chế, quay lại một phần của phiên bản sửa đổi của bước 2 trong lộ trình mở cửa trở lại của tỉnh tỉnh sẽ chuyển các trường học trực tuyến trong ít nhất 2 tuần, tạm thời đóng cửa nhà ăn và phòng tập thể dục trong nhà và tạm dừng các thủ tục y tế không khẩn cấp vì tỉnh phải đối mặt với số ca bệnh cao kỷ lục, có khả năng làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Thủ hiến Doug Ford đã công bố những thay đổi trong một cuộc họp báo sáng thứ hai. Tham gia cùng ông có các bộ trưởng y tế và tài chính, cũng như giám đốc y tế của tỉnh Ontario và giám đốc điều hành của Ontario Health. Các hạn chế mới là một phần của phiên bản sửa đổi của bước 2 trong lộ trình mở cửa trở lại của tỉnh, được thực hiện lần đầu tiên vào năm ngoái. Thủ hiến Ford cho biết, các chuyên gia y tế công cộng của chúng tôi cho biết, chúng ta có thể có hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Ông nói rằng điều này có nghĩa là các bệnh viện sẽ thiếu hàng ngàn giường bệnh. Nếu chúng ta không làm mọi thứ có thể để kiểm soát biến thể này, kết quả có thể rất thảm khốc. Đó là một rủi ro mà tôi không thể chấp nhận được. Thủ hiến Ford cho biết tỉnh đã thông báo tất cả các trường công lập được tài trợ và các trường tư sẽ chuyển sang học từ xa cho đến ít nhất là ngày 17 tháng 1. Thủ hiến Ford cho biết quyết định đóng cửa trường học, một động thái sẽ kéo dài ít nhất 2 tuần, được đưa ra vì tỉnh không thể bảo đảm các trường học sẽ có đầy đủ nhân viên, với rất nhiều giáo viên dự kiến sẽ nghỉ ốm. Mặc dù họ đã được các phóng viên hỏi liên tục vào thứ hai, các quan chức tỉnh không cung cấp danh sách các bước cụ thể khác mà họ dự định thực hiện để bảo đảm học sinh trở lại trường an toàn vào ngày 17 tháng 1. Ăn uống trong nhà đóng cửa, giới hạn sức chứa mới Các hạn chế mới được công bố trong ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 1 cũng bao gồm Ăn uống trong nhà tại các nhà hàng và quán bar đóng cửa Chỉ cho phép ăn uống ngoài trời, mang đi, lái xe qua và giao hàng Giới hạn tụ tập xã hội giảm xuống còn 5 người trong nhà và 10 người ngoài trời các cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, thư viện công cộng và dịch vụ chăm sóc cá nhân giới hạn ở mức 50% sức chứa. Các phòng sông hơi đóng cửa, sức chứa phục vụ đám cưới, đám tang và các dịch vụ tôn giáo giới hạn ở mức 50% sức chứa một phòng. Các dịch vụ ngoài trời phải có khoảng cách 2 mét giữa tất cả những người tham dự. Nhân viên phải làm việc từ xa trừ khi công việc của họ yêu cầu phải có mặt tại chỗ, các phòng tập thể dục và các cơ sở thể thao giải trí trong nhà khác đã đóng cửa, ngoại trừ các vận động viên tập luyện cho thế vận hội và Paralympic và một số giải thể thao chuyên nghiệp và ưu tú nhất định. Các tiện nghi ngoài trời được phép sử dụng nhưng với giới hạn 50% sức chứa đối với khán giả. Bảo tàng, phòng trưng bày, vườn thú, trung tâm khoa học, di tích lịch sử, công viên giải trí, lễ hội và các điểm tham quan khác đóng cửa các cơ sở ngoài trời được phép với các hạn chế và giới hạn công suất. Không gian tổ chức sự kiện và hồi hộp trong nhà đóng cửa với một số ngoại lệ hạn chế, ngoại trừ những không gian có không gian ngoài trời, có thể hoạt động với những hạn chế. Các biện pháp mới sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 1, lúc 12 giờ 01 sáng, và sẽ có hiệu lực trong ít nhất 21 ngày cho đến ngày 26 tháng 1. Là một phần của bước 2 được sửa đổi trong kế hoạch mở cửa lại của tỉnh. Tiến sĩ Karen Moore khôi phục chỉ thị yêu cầu các bệnh viện tạm dừng tất cả các phẫu thuật và thủ thuật không khẩn cấp để duy trì khả năng chăm sóc quan trọng. Tiến sĩ Moore cho biết có thêm khoảng 1.200 đến 1.500 giường bệnh bổ sung đã được chỉ định để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm Omicron. Người sử dụng lao động được yêu cầu để nhân viên làm việc từ xa trừ khi tính chất công việc yêu cầu họ phải có mặt tại chỗ. Chính phủ cho biết dịch vụ giữ trẻ miễn phí sẽ được cung cấp cho các nhân viên tuyến đầu có con em trong độ tuổi đi học. Quyết định chuyển sang học trực tuyến được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính phủ cho biết họ sẽ trực tiếp mở lại trường học vào thứ Tư. Cũng được công bố hôm thứ Hai là một chương trình hoàn tiền lại mở rộng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi phương án đóng cửa mới. Chính phủ cho biết một số doanh nghiệp được lệnh đóng cửa sẽ được hoàn trả 100% thuế tài sản, thuế đất và chi phí năng lượng và những doanh nghiệp phải giảm công suất xuống 50% sẽ nhận được khoản bồi hoàn cho một nửa chi phí đó. Và sau đây là một số luật mới có hiệu lực vào năm 2022 bạn nên biết. Các thay đổi là trên toàn quốc. Trước tiên là cấm liệu pháp chuyển đổi conversion therapy Luật liên bang cấm liệu pháp chuyển đổi Conversion Therapy liên quan đến giới tính đã nhận được sự đồng ý của Hoàng gia vào ngày 8 tháng 12, nhưng sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 7 tháng 1 năm 2022, 30 ngày sau khi dự luật trở thành luật. Liệu pháp chuyển đổi là một phương pháp nhằm tìm cách thay đổi xu hướng tính dục của ai đó thành dị tính, tức là tình dục khác giới, hoặc đổi bản dạng giới của họ thành hợp giới, tức là đồng giới tính với lúc sinh ra. Luật cấm mới này có thể phạt tù lên đến 5 năm. Bất kỳ ai bị phát hiện đang quảng bá, quảng cáo hoặc thu lợi từ việc cung cấp phương pháp này có thể phải đối mặt với án tù 2 năm. Kế tiếp là cấm đồ nhựa dùng một lần. Một lệnh cấm liên bang đối với nhựa sử dụng một lần đã được hứa hẹn vào cuối năm 2021, nhưng vào tháng 11, chính phủ đã thông báo lệnh cấm này sẽ được lùi lại vào khoảng năm 2022. Lệnh cấm bao gồm 6 mặt hàng nhựa sử dụng một lần đó là bao gồm túi đựng đồ khi trả tiền, dao kéo và ống hút. Kết thúc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch, chính phủ liên bang đã thông báo tại hội nghị biến đổi khí hậu COP26 năm nay rằng họ sẽ ngừng các nguồn tài trợ trực tiếp mới cho phát triển than, dầu và khí đốt vào cuối năm 2022 và chuyển các khoản đầu tư đó sang các dự án năng lượng tái tạo. Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và 21 quốc gia khác cũng tham gia cam kết thay đổi đối với hoàn thuế carbon. Bắt đầu từ tháng 7, các khoản hoàn tiền thuế carbon được cấp cho cư dân của Alberta, Saskatchewan, Manitoba và Ontario do chi phí định giá carbon tăng lên sẽ được trả hàng quý thay vì hàng năm. Ở tỉnh BC, hoàn tiền lại cho hộp đựng sữa vào tháng 2, các hộp đựng sữa và các sản phẩm thay thế sữa sẽ gia nhập danh sách các sản phẩm đủ điều kiện được hoàn lại tiền của tỉnh BC, tương tự như lon và chai. Tỉnh ước tính chương trình sẽ giúp tái chế thêm 40 triệu container mỗi năm. Chương trình nghỉ ốm có lương Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, nhân viên bán thời gian và toàn thời gian ở tỉnh BC sẽ được phép nghỉ ốm có lương, tổng cộng 5 ngày. Tại tỉnh Alberta, giá daycare giảm là một phần của thỏa thuận trị giá 3,8 tỷ đô la với chính phủ liên bang. Phí giữ trẻ ban ngày của Alberta sẽ được cắt giảm một nửa, tính trung bình, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, với mục tiêu đạt là 10 đô la mỗi ngày trong trẻ vào năm 2025. Thỏa thuận này cũng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 40.000 không gian mới cho dịch vụ chăm sóc trẻ em phi lợi nhuận trong tỉnh. Tỉnh cũng sẽ có mã vùng mới. Alberta sẽ chào đón mã vùng thứ 5, mang số 368, vào ngày 23 tháng 4. Mã mới này sẽ chỉ được cấp khi tỉnh đã hết số trên các mã vùng hiện có và không ảnh hưởng đến người dùng điện thoại hiện có. Ở tỉnh bang Saskatchewan, máy báo khói bắt buộc. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, tất cả các tòa nhà dân cư ở tỉnh Saskatchewan sẽ được yêu cầu phải có cả máy báo khói, tức là smoke detector, và máy dò khí carbon monoxide, carbon monoxide detector, Luật bao gồm các tòa nhà có chỗ ngủ thường xuyên, chẳng hạn như là nhà ở, chung cư, căn hộ, nhà phố, townhouse, căn hộ song lập tức là duplex và nhà nghỉ, motels và cơ sở chăm sóc. Trước khi luật này ra đời, các tòa nhà được xây dựng từ năm 1988 bắt buộc phải có thiết bị báo cháy và các tòa nhà được xây dựng từ năm 2009 bắt buộc phải có máy báo cáo carbon monoxide. Ở Manitoba, những thay đổi đối với việc điều tra các khiếu nại về nhân quyền. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, Manitoba đang thực hiện các thay đổi đối với Ủy ban Nhân quyền Manitoba để cho phép bộ phản hồi các khiếu nại về nhân quyền sớm hơn. Những thay đổi cho phép giám đốc điều hành của ủy ban bác bỏ các khiếu nại và từ chối cuộc điều tra đối với một số khiếu nại, cũng như đặt ra giới hạn thời gian cho các phiên điều trần và quyết định. Theo hệ thống hiện tại, có thể mất đến 6 năm để giải quyết khiếu nại về nhân quyền ở Manitoba. Tỉnh Ontario mức tăng lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu của tỉnh Ontario tăng lên 15 đô la mỗi giờ kể từ ngày 1 tháng 1. Giá thuê nhà được tăng trở lại. Việc đóng băng tiền thuê nhà ở tỉnh Ontario, một biện pháp nhằm giúp đỡ người dân trong thời kỳ đại dịch, kết thúc vào ngày 1 tháng 1. Chính quyền tỉnh bang đã đặt ra hướng dẫn tăng 1,2% cho năm 2022 thay đổi giá xăng. Trong khi giá xăng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tỉnh Ontario, thủ hiến Doug Ford đã hứa sẽ cắt giảm thuế xăng lên đến 6 xu một lít bắt đầu vào ngày 31 tháng 3. Ở tỉnh Quebec, những thay đổi đối với chương trình giảng dạy ở Quebec. Bắt đầu từ năm học 2022, các lớp học ở Quebec sẽ bắt đầu dạy văn hóa và quyền công dân ở Quebec thay vì chương trình đạo đức và văn hóa tôn giáo. Chương trình mới tập trung vào ba khía cạnh chính: văn hóa, quyền công dân ở Quebec và đối thoại và tư duy phản biện. Chương trình sẽ là chương trình thí điểm vào năm 2022 trước khi đưa vào giảng dạy trên toàn tỉnh vào năm 2023. Ở New Brunswick, những thay đổi để giải quyết vấn đề vết của giới trẻ. New Brunswick đang yêu cầu tất cả các cửa hàng vết phải mua giấy phép 100 đô la kể từ ngày 4 tháng 1, mặc dù nó sẽ không được thực thi cho đến ngày 1 tháng 4. Tỉnh cho biết, giấy phép sẽ cho phép kiểm tra doanh nghiệp, sẽ tăng cường trách nhiệm giải trình và sẽ cho phép liên lạc trong trường hợp thu hồi. Các biện pháp bảo vệ động vật được đề xuất. Mặc dù chỉ được đề xuất, nhưng tỉnh New Brunswick cũng đang có kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo vệ động vật bổ sung vào ngày 1 tháng 1. Các biện pháp mới bao gồm yêu cầu tất cả những người bán chó và mèo phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ cho người mua, cải thiện các tiêu chuẩn cột dây bổ sung hai tiêu chuẩn mới về chăm sóc động vật, đó là quy tắc thực hành NBSPCA về chăm sóc chó và quy tắc thực hành chăm sóc và xử lý thỏ. Tỉnh Nova Scotia, những thay đổi đối với hồ sơ nhận con nuôi Nova Scotia đang giới thiệu những thay đổi đối với hồ sơ nhận con nuôi để cho phép con nuôi và cha mẹ ruột truy cập vào hồ sơ nhận con nuôi của họ khi họ đến 19 tuổi. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 4 ở tỉnh PEI tăng mức lương tối thiểu. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, mức lương tối thiểu của đảo Prince Edward sẽ tăng lên 13,70 đô la mỗi giờ. Mức tăng 70 xu mang lại cho tỉnh PEI mức lương tối thiểu cao nhất ở Đại Tây Dương, Canada. Ở Newfoundland, thuế nước ngọt Newfoundland and Labrador đang áp dụng mức thuế 20% mỗi lít đối với đồ uống có thêm đường kể từ tháng 9 Khoản thuế này dự kiến sẽ mang lại cho tỉnh 9 triệu đô la. Quân đội Canada đến Quebec giúp đẩy nhanh việc tiêm chủng COVID-19. Quebec đã báo cáo có 15.293 ca COVID-19 mới vào ngày thứ hai và thêm 15 ca tử vong. Khi Bộ trưởng An toàn công cộng Canada thông báo, quân đội Canada sẽ được huy động đến đây để đẩy nhanh Nỗ lực tiêm chủng theo yêu cầu của tỉnh Bộ Quốc phòng cho biết Trong một tuyên bố rằng Có tới 200 nhân viên đang được triển khai Tại trung tâm tiêm chủng ở Montreal Tin tức được đưa ra một ngày Trước khi Quebec bắt đầu mở rộng thêm Số người được phép tiêm mũi vaccine COVID-19 Tăng cường để bao gồm toàn bộ dân số trưởng thành Tỉnh Quebec đang ưu tiên tiêm các mũi tăng cường cho người dân Quebec khi tỉnh này đang vật lộn với biến thể Omicron với số ca nhập viện và số ca dương tính tăng vọt trong những ngày lễ. Bộ Y tế cho biết hôm thứ Hai, số ca nhập viện liên quan tới virus đã tăng thêm 165 người lên thành 1.396 người trong bệnh viện. Có 181 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng 19 người trong khi đó, có 47.386 ca xét nghiệm COVID-19 đã được phân tích và 30,2% cho kết quả dương tính. Sau đợt triển khai mới theo nhóm tuổi, thì những người 18 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn đã nhận liều thứ ba của vaccine COVID-19 trong suốt tháng diện này. Trong khi đó, Quebec Bác đã cập nhật danh sách miễn trừ giờ giới nghiêm để cho phép dắt chó đi dạo trong những giờ khi mà người dân dự kiến sẽ ở trong nhà. Từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng, những người nuôi chó có thể đưa chó của họ ra ngoài trong bán kính không quá 1 km tính từ nơi cư trú thường xuyên hoặc là tạm thời của họ. Việc miễn trừ mới được cập nhật vào ngày Chủ nhật theo một cổng thông tin của chính phủ nhằm đáp lại phản ứng dữ dội từ các chủ sở hữu vật nuôi tố cáo việc thiếu các quy định về việc dắt chó đi dạo khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Một khi người lớn bị phát hiện vi phạm định giới nghiêm mới có thể bị phạt từ 1.000 đô la cho tới 6.000 đô la, trong khi thanh niên từ 14 tuổi trở lên phải chịu phạt 500 đô la. Thời gian cách ly của Alberta đối với các trường hợp COVID-19 giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Có hiệu lực từ ngày thứ hai, 3 tháng Giêng, những người ở Bora có ít nhất hai liều vaccine có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 chỉ cần cách ly 5 ngày thay vì 10 ngày. Bộ trưởng Y tế Jason Carping đã công bố sự thay đổi vào tuần trước khi đối mặt với biến thể Omicron và nói rằng họ dựa trên bằng chứng cho thấy những người được chúng ở đầy đủ có thời gian lây nhiễm ngắn hơn. Các triệu chứng phải được giải quyết hoàn toàn vào cuối thời gian 5 ngày, nếu không mọi người phải tiếp tục cách ly. Trong 5 ngày sau khi cách ly, những người đó sẽ phải đeo khẩu trang xung quanh người khác mỗi lúc khi ở nơi công cộng. Những người Alberta chưa được tiêm phòng phải tiếp tục cách ly trong 10 ngày. Ontario, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick và British Columbia cũng đã giảm thời gian tự cách ly xuống còn 5 ngày. Các quy định mới về thực phẩm có thể mang vào Canada các quy định chỉ áp dụng cho các thực phẩm sử dụng cho mục đích cá nhân và không bao gồm các mặt hàng thực phẩm dành cho mục đích thương mại. Khi mang thực phẩm vào Canada từ Hoa Kỳ, thì quý vị phải chú ý các quy định mới sau đây. Sữa, thực phẩm sấy khô, bánh, kẹo và bánh nướng mang được 20kg hoặc 20 lít. Một số sản phẩm được phép mang theo nếu đi cùng với khách du lịch. Trứng mang được 5 tá. Cá và hải sản 40kg trong đó chỉ được phép mang có 10 kg cá khô và 1 kg trứng cá và có một số sản phẩm cá không được phép mang vào. Trái cây và rau tươi được mang theo 20 kg hoặc 20 lít. Trò chơi, xác động vật không giới hạn miễn là đi cùng với một khách du lịch có giấy phép hoặc là giấy phép của thợ săn. Thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc, mật ong, sữa bột trẻ em 20 kg hoặc 20 lít, siro cây phong 20 lít hoặc là 4 kg sản phẩm từ cây phong sản phẩm thịt được mang 20 kg và chỉ được phép nếu du khách đi cùng vào Canada. đồ uống không có nồng độ rượu được phép mang 50 lít. À, các loại hạt ngũ cốc hạt giống gia vị trà và cà phê 20 kg. Dầu thức vật được mang theo 50 lít. và dưới đây là khi mang thực phẩm vào Canada từ bất kỳ quốc gia nào mà không phải là Hoa Kỳ. bánh mì bánh ngọt bánh trái cây bánh quy bánh nướng không thể chứa thịt được mang 20 kg gia vị và bánh kẹo không thịt 20 kg, thực phẩm khô 20 kg, trứng không được phép, cá và hải sản 40 kg, chỉ 10 kg cá khô và 1 kg trứng cá, một số sản phẩm cá không được phép, trái cây rau tươi 20 kg, một số sản phẩm có thể bị hạn chế tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ, trái cây và rau đã chế biến được phép mang 20 kg, trò chơi sát động vật không được phép thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc, mật ong, sữa bột ăn liền 20 kg. Siro cây phong 20 lít hoặc là 4 kg sản phẩm từ cây phong. Sản phẩm thịt 20 kg, không cho phép các loại thịt tươi khô đã qua xử lý, chẳng hạn như dâm bông hoặc là xúc xích, các hạn chế khác được áp dụng. Đồ uống không cồn 50 lít, các loại hạt ngũ cốc, hạt giống gia vị, trà và cà phê 20 kg, dầu cấp thực vật 50 lít giới hạn cá nhân đối với bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào không được đề cập là 20 kg. Các nhân viên hải quan sẽ giúp giáo dục người dân về các giới hạn mới cho đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Các nhà lãnh đạo liên bang và bản địa chuẩn bị công bố thỏa thuận bồi thường phúc lợi cho trẻ em. Một thỏa thuận về nguyên tắc sẽ chứng kiến Ottawa bồi thường hàng tỷ đô la cho trẻ em của các quốc gia bản địa bị tốn hại bởi hệ thống phúc lợi trẻ em thiếu hụt kinh phí sẽ được công bố tại Ottawa trong tuần này. Các nguồn tin xác nhận với báo chí Canada rằng các cuộc đàm phán đã đạt đến giai đoạn cuối cùng vào đêm giao thừa, dẫn đến một thỏa thuận cuối cùng có thể chấm dứt thách thức nhân quyền được đưa ra cách đây 14 năm. Vụ việc là một vết thương lớn trong các nỗ lực hòa giải với người bản địa ở Canada vì cả chính phủ liên bang trước đây và hiện tại đã chi hàng triệu đô la để chống lại vụ việc này tại tòa án. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 2007 khi hiệp hội chăm sóc gia đình và trẻ em thuộc các quốc gia bản địa và hội đồng các quốc gia bản địa đệ đơn khiếu nại về nhân quyền cho rằng việc cung cấp đầy đủ kinh phí cho các dịch vụ phúc lợi trẻ em bản địa là phân biệt đối xử khi so sánh với các dịch vụ do chính quyền cấp tỉnh cung cấp cho trẻ em không phải người bản địa. Trong cuộc chiến chống lại biến thể Omicron, giám đốc điều hành bệnh viện kêu gọi Bộ Y tế Canada phê duyệt thuốc kháng virus của Pfizer. Một giám đốc điều hành bệnh viện Toronto đang kêu gọi Bộ Y tế Canada phê duyệt thuốc kháng virus COVID-19 của Pfizer trong bối cảnh gia tăng số ca nhập viện trên toàn quốc. Tiến sĩ Kevin Smith là chủ tịch và giám đốc điều hành của mạng lưới y tế đại học UHN nói rằng sự gia tăng các trường hợp Covid-19 đang ảnh hưởng đến năng lực tại các bệnh viện của mạng lưới y tế đại học. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không chỉ có bệnh nhân Omicron hoặc Covid-19 để chăm sóc mà còn rất nhiều bệnh nhân chậm trễ khác, chưa kể những bệnh nhân khẩn cấp và cấp cứu vì tai nạn xe cộ, đau tim, đột quỵ, tất cả các trường hợp khẩn cấp khác, ông Smith nói. Trên hết, ông Smith cho biết có từ 50 đến 100 nhân viên y tế tại các bệnh viện của mạng lưới y tế đại học báo nghỉ ốm mỗi ngày. Dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng trên 2.250 người của Pfizer cho thấy, thuốc uống của công ty này có hiệu quả là khoảng 89% trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong do COVID-19. Khi so sánh với giả dược, cũng không có trường hợp tử vong nào trong số những người tham gia điều trị bằng thuốc của Pfizer. Ông nói, khi chúng ta nghĩ về điều đó, cứ 10 người có thể phải nhập viện thì gần 9 người trong số họ đã có thể tránh được nếu có thuốc này viên thuốc kháng virus của Pfizer được gọi là Paxlovid hoạt động bằng cách ngăn chặn virus SARS-CoV-2 tự nhân lên trong cơ thể bệnh nhân. Ông Smith giải thích nó rất rất khác so với một loại thuốc chữa cảm cúm mà người ta thấy ở quầy bán thuốc. Về cơ bản, cố gắng giải quyết các triệu chứng của bạn. Loại thuốc này ngăn cản bệnh tự nhân lên trong cơ thể bạn, khiến bạn bệnh nặng hơn. Công ty đã đệ trình phương pháp điều trị của mình lên Bộ Y tế Canada để được phê duyệt vào ngày 1 tháng 12 năm 2021. Nhưng mặc dù thuốc virus của Pfizer đã được ủy quyền ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, Bộ Y tế Canada vẫn chưa đưa ra quyết định. Còn thuốc kháng virus của Merck được nộp vào ngày 13 tháng 8 cũng đang chờ Bộ Y tế Canada phê duyệt. Hoa Kỳ đã cấp phép cho Merck vào cuối tháng 12. Chính phủ liên bang đã ký các thỏa thuận để mua 1 triệu viên thuốc virus của Pfizer và 500.000 viên thuốc của Merck sẽ được phân phối ngay sau khi Bộ Y tế Canada bật đèn xanh. Merck thậm chí đã thông báo vào tháng trước rằng họ sẽ sản xuất thuốc tại tỉnh Ontario. Bộ Y tế Canada thì nói rằng cơ quan này vẫn đang chờ dữ liệu bổ sung từ các công ty. Cơ quan này cũng cho biết họ không thể đưa ra mốc thời gian về thời điểm đưa ra quyết định Tiến sĩ Smith thì tin rằng đã có đủ dữ liệu để bảo đảm phê duyệt ngay bây giờ, lấy ví dụ việc cấp phép thuốc viên Pfizer ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ông nói thực sự đã đến lúc chúng ta phải sử dụng thuốc này trong trường hợp khẩn cấp. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Canada báo cáo thêm có 35.618 ca COVID-19 mới vào thứ hai và 42.002 ca vào Chủ nhật, cũng như 41.548 ca vào thứ Bảy, tức là ngày đầu năm mới, New Year Day, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên 2.302.695 người. Hiện có 328.965 ca còn bệnh, có thêm 39 ca tử vong được ghi nhận trong 3 ngày qua, tổng số ca tử vong là 30.393 người. Cho đến nay thì có hơn 68,7 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó gần 31,7 triệu người, tức là hơn 83% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 76,9% dân số đã tiêm hai liều. Có trên 7,6 triệu người đã tiêm được mũi thứ ba. 87,3% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 80,9% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC hôm nay báo cáo tổng cộng có thêm 9.332 ca nhiễm mới trong 3 ngày qua, bao gồm 2.230 trường hợp mới được báo cáo vào thứ hai. Tỉnh Alberta chưa đưa ra cập nhật tính đến tối thứ hai. Ontario thì có 13.578 ca bệnh mới báo cáo vào thứ hai. Quebec thì có 15.293 ca bệnh mới và 15 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan cũng không đưa ra cập nhật mới vào hôm nay. Manitoba thì báo cáo 5.411 ca nhiễm mới kể từ ngày 31 tháng 12, bao gồm 1.721 ca nhiễm mới báo cáo trong ngày thứ hai, 6 ca tử vong mới cũng được thêm vào. Tại khu vực Đại Tây Dương, New Brunswick báo cáo có 2.458 ca nhiễm mới vào cuối tuần, trong đó có 922 ca nhiễm mới được báo cáo trong thứ hai, hai trường hợp tử vong cũng được thêm vào. Tỉnh Prince Edward Island có 161 ca bệnh mới, Nova Scotia có 1.020 ca nhiễm mới, trong khi Newfoundland có 519 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Vùng lãnh thổ Yukon có 158 ca bệnh mới và Nunavut có 16 ca bệnh mới. Tòa án Ontario trao tặng 107 triệu đô la cho gia đình nạn nhân của chuyến bay PS752. Một tòa án Ontario đã trao số tiền 107 đô la cộng với tiền lãi cho gia đình của 6 người bị thiệt mạng trong một vụ phá hủy chuyến bay 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine gần hai năm trước. Quyết định được ban hành công khai hôm nay sau khi thẩm phán Edward Belobaba của Tòa án Thượng thẩm Ontario ra phán quyết vào tháng 5 rằng việc phá hủy chiếc máy bay thương mại sau khi cất cánh ở Tehran là một hành động cố ý khủng bố. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn rơi trên máy bay vào ngày 8 tháng Giêng năm 2020, giết chết tất cả 176 người trên máy bay, bao gồm 55 người Canada và 30 thường trú nhân. Các tài liệu liên bang gợi ý về tác động kinh tế sâu rộng từ đồng tiền ảo của ngân hàng trung ương các tài liệu nội bộ của chính phủ cho thấy các quan chức của bộ tài chánh tin rằng có thể có những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế nếu ngân hàng canada từng phát hành tiền điện tử ngân hàng canada đã dành nhiều năm để xem xét liệu có nên giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số hay không nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy nhu cầu phát hành ngay lập tức trong một báo cáo tóm tắt từ tháng Giêng năm ngoái, các quan chức đã cảnh báo Bộ trưởng Tài chánh Christine Freeland rằng việc phát hành tiền tại kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương sẽ kéo theo những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế, hệ thống tài chánh và hoạt động của Ngân hàng Trung ương Canada. Các tài liệu cũng cho thấy Ngân hàng Trung ương đã tổ chức một loạt các cuộc họp với các quan chức liên bang trong suốt năm 2020 để đánh giá tác động của đồng tiền ảo đối với cơ quan và các cơ sở Ngân hàng chỉ có kế hoạch phát hành một loại tiền kỹ thuật số nếu việc sử dụng hóa đơn vật lý cho các giao dịch giảm mạnh và một hoặc là nhiều loại tiền điện tử tư nhân chẳng hạn như Bitcoin được sử dụng rộng rãi ở Canada. Ông cho biết ngân hàng cần khuyến khích tiền điện tử tư nhân sử dụng đồng đô la Canada để làm vật hỗ trợ. Chính phủ có thể dập tắt điều này trong một giây. Chính phủ có thể chỉ cần nói quên nó đi. Bạn không thể giao dịch ở Canada Chronicle người gần đây là động tác giả của một bài báo về giá trị của tiền kỹ thuật số của một ngân hàng Canada. Nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy xác suất người dùng sử dụng Bitcoin gắn liền với mức độ phổ biến của nó. Càng nhiều người chấp nhận nó, càng có nhiều khả năng những người khác cũng sẽ làm theo, cũng như mức độ lạc quan của người dùng về tương lai của Bitcoin. Bài báo được xuất bản vào tháng 11 lưu ý rằng việc chấp nhận Bitcoin ở Canada vẫn ở mức thấp khoảng 5%. Các tác giả cho rằng những người trẻ tuổi ở Canada có thể có khả năng sử dụng Bitcoin hơn vì họ dễ dàng mua tiền kỹ thuật số hơn là mở một tài khoản ngân hàng chính thức. Bộ Tài chính đã xem xét luật liên quan tới tiền kỹ thuật số của một số ngân hàng trung ương CBDC. Mặc dù một email vào tháng 3 lưu ý rằng không có quốc gia nào khác đã cố ý sửa đổi luật để cho phép một đồng tiền này. Email lưu ý rằng ngay cả ở Thụy Điển, được có là đi đầu trong phong trào hướng tới CBDC trong số các nền kinh tế tiên tiến. Chính phủ đang mong đợi một báo cáo vào cuối năm tới về việc liệu ngân hàng trung ương có quyền phát hành tiền kỹ thuật số hay không. Ông Clonic cho biết các quan chức Canada quyết định nhanh như thế nào phụ thuộc vào tốc độ tung ra các stablecoin lớn Ông chỉ ra các stablecoin được lên kế hoạch của Facebook nói riêng vì nó sẽ dễ dàng được người dùng của gã khổng lồ truyền thông xã hội chấp nhận. Ông nói, tôi muốn họ thực chủ động nhưng các chính phủ nổi tiếng là chậm chạp hơn cho đến khi họ buộc phải làm như vậy. Một nguồn tin mật cảnh báo về căn bệnh đáng sợ ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người lớn ở các tỉnh Canada một người giấu mặt ở tỉnh New Brunswick của Canada đã cảnh báo rằng một căn bệnh thần kinh tiến triển đã gây khó khăn cho các chuyên gia trong hơn 2 năm, dường như đang ảnh hưởng đến một số lượng lớn thanh thiếu niên và gây ra sự suy giảm nhận thức nhanh chóng ở một số người mắc bệnh. Một nhân viên của Vitalite Health Network, một trong hai cơ quan y tế của tỉnh, cho biết số ca nghi ngờ đang tăng lên và những người trẻ tuổi không có dấu hiệu khởi phát sức khỏe trước đó đang phát triển một danh mục các triệu chứng đáng lo ngại bao gồm giảm cân nhanh chóng, mất ngủ, ảo giác, khó suy nghĩ và hạn chế vận động. Số lượng các trường hợp chính thức được điều tra là 48 trường hợp, vẫn không thay đổi kể từ khi nó được công bố lần đầu tiên vào đầu mùa xuân năm 2021. Nhưng nhiều nguồn tin cho biết, nhóm hiện có thể lên tới 150 người, với một số trường hợp tồn động liên quan đến thanh thiếu niên vẫn cần được đánh giá thêm. Nguồn tin cho biết Tôi thật sự lo ngại về những trường hợp này vì chúng có vẻ phát triển quá nhanh. Tôi lo lắng cho họ và chúng tôi nợ họ một số lời giải thích. Nhân viên của Vitalite, người yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói trước công chúng và sợ bị ảnh hưởng khi nói ra, cho biết họ quyết định nói sự thật vì lo ngại ngày càng tăng về tốc độ suy thoái của giới trẻ. Đồng thời, ít nhất 9 trường hợp đã được ghi nhận, trong đó hai người tiếp xúc gần gũi nhưng không có liên kết di truyền đã phát triển các triệu chứng cho thấy có thể liên quan đến các yếu tố môi trường. Một trường hợp đáng ngờ liên quan đến một người đàn ông đang phát triển các triệu chứng của chứng mất trí và mất điều hòa. Vợ anh, người chăm sóc anh, đột nhiên bắt đầu mất ngủ và bị suy nhược cơ, mất trí nhớ và ảo giác. Bây giờ tình trạng của cô ấy còn tồi tệ hơn của anh ấy. Một người phụ nữ ở độ tuổi 30 được mô tả là không nói được, đang được cho ăn bằng ống và chảy nước dãi quá nhiều người chăm sóc cô là một sinh viên y tá ở độ tuổi 20, gần đây cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng suy giảm thần kinh. Trong một trường hợp khác, một bà mẹ trẻ nhanh chóng sụp gần 60 cân, mắc chứng mất ngủ và bắt đầu bị ảo giác. Hình ảnh chụp não cho thấy các dấu hiệu tiến triển của teo não. Đây không phải là một căn bệnh ở New Brunswick, nhân viên này nói. Chúng tôi có lẽ là khu vực đang dương cao lá cờ, vì chúng tôi chủ yếu là nông thôn và ở một khu vực mà mọi người có thể tiếp xúc nhiều hơn với các yếu tố môi trường. Trong thị trường nhà đất nóng bỏng ở Canada, sau đây là danh sách những nơi đang có giá nhà vừa túi tiền nhất tại Canada. Đứng ở số 11 là phía Bắc lãnh thổ Tây Bắc Northwest Territories Nhà ở miền Bắc đắt đỏ, nhưng thị trường nhà ở rẻ nhất của khu vực thường bị lãng quên này của Canada là lãnh thổ Tây Bắc, nơi một ngôi nhà trung bình được bán với giá là 378.683 đô la vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, không giống như ở Yukon và Nunavut, nơi thị trường bất động sản đã bùng nổ, giá nhà ở Northwest Territories thấp hơn 15,5% so với năm trước. Đứng thứ 10 là Newfoundland, St. John's. Ở Newfoundland, ngôi nhà trung bình có giá là 322.300 đô la vào tháng 11 năm 2021. Rẻ nhất trong số các thị trường nhà ở lớn ở đây là St. John's, nơi giá nhà trung bình là 289.400 đô la. Đây là mức tăng 7,2% so với năm trước. Tại đảo PEI, đảo Prince Edward Island quá nhỏ nên chính nó được coi là một thị trường nhà ở Giá nhà trung bình ở đây là 341.380 đô la vào tháng 11 của năm 2021, tăng 8,7% so với năm trước. Điều này làm cho tỉnh bang vẫn là một trong những nơi hợp lý nhất để mua bất động sản nghỉ dưỡng ở Canada. Kế tiếp là Nova Scotia ở Cape Breton. Tại Nova Scotia, giá trung bình cho một ngôi nhà vào tháng 11 năm 2021 là 368.476 đô la, Giá rẻ nhất trong số các thị trường nhà ở lớn ở đây là Cape Breton, nơi bạn có thể mua một ngôi nhà với giá trung bình chỉ 186.807 đô la, tăng 6,5% so với năm trước. Tại New Brunswick, một trong những dự đoán cho thị trường bất động sản vào năm 2021 là những người tìm kiếm nhà giá rẻ để bán ở Canada sẽ hướng về Đại Tây Dương Canada. New Brunswick có giá nhà trung bình là 270.600 đô la vào tháng 11 năm 2021 tức là tăng 32,9% so với năm trước. Thị trường nhà ở rẻ nhất trong tỉnh là ở phía Bắc, Northern New Brunswick, bao gồm các ngôi làng ven biển của North Shore. Căn nhà trung bình ở đây có giá 167.100 đô la, tăng 36,2% so với tháng 11 năm 2020. Tại Quebec, giá nhà trung bình vào tháng 11 năm 2021 là 471.195 đô la giá rẻ nhất trong số các thị trường nhà ở lớn ở đây là khoảng 200 km về phía bắc của thành phố Quebec ở Saguenay, nơi có giá trung bình là 225.282 đô la, tăng 7% so với năm trước. Tiếp theo là Ontario. Giống như ở tỉnh BC, bạn cần phải đi về phía bắc nếu muốn tìm các thị trấn nhà ở có giá cả phải chăng ở tỉnh. Tại các quận Timmins, Cochrane và Timmins-Gaming. Giá nhà trung bình vào tháng 11 năm 2021 là 249.536 đô la, thấp hơn 1 phần 3 so với mức trung bình của tỉnh là 922.580 đô la. Tuy nhiên, không giống như nhiều thị trường khác, có giá nhà rẻ nhất ở Canada, giá nhà ở đây đã tăng 39,2% so với năm trước. Tiếp theo là Manitoba, Tại tỉnh Manitoba, giá nhà trung bình vào tháng 11 năm 2021 là 333.046 đô la. Thị trường nhà đất rẻ nhất ở đây là ở Portage la Prairie, cách Winnipeg 85 km về phía tây. Vào tháng 11 năm 2021, các ngôi nhà ở đây có giá trung bình là 180.360 đô la. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 16,4% so với năm trước và có thể đáng để chi nhiều hơn một chút cho một ngôi nhà ở Winnipeg, nơi đã chứng kiến mức tăng 12,8% trong giá nhà vẫn dưới mức trung bình. Tại tỉnh Saskatchewan, với mức trung bình của tỉnh là 284.700 đô la, Saskatchewan có một số ngôi nhà rẻ nhất ở Canada. Tại Prince Albert, cách Saskatoon khoảng 140 km về phía đông bắc, Giá nhà trung bình vào tháng 11 năm 2021 là 189.900 đô la, tăng 7,2% so với năm trước. Bất động sản ở đây rất rẻ, bạn có thể dễ dàng trở thành chủ sở hữu nhà trước 40 tuổi. Tại Alberta, giá nhà trung bình vào tháng 11 năm 2021 là 429.543 đô la. Thị trường nhà ở rẻ nhất ở Alberta là ở nam trung tâm Alberta, cách Calgary khoảng 2 giờ lái xe về phía đông. Khu vực này bao gồm Brooks, Drumheller và Hanna. Tại đây, giá nhà trung bình vào tháng 11 năm 2021 là 250.913 đô la, tăng 5,9% so với năm trước. Và cuối cùng là tỉnh BC. Giá nhà trung bình là 992.844 đô la vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy một số ngôi nhà rẻ nhất ở Canada trong tỉnh này. Chỉ cần đi khoảng 1.150 km về phía Bắc, tại thị trường nhà ở South Peace River bao gồm Dawson Creek, Chatwin, Tumbler Ridge và làng Puskupe giá nhà trung bình là 289.519 đô la vào tháng 11 năm 2021 tăng 12,5% so với tháng 11 năm 2020 Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. FDA phê duyệt Pfizer COVID-19 tăng cường cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Thủ tướng Úc Scott Morrison thể hiện sự lạc quan trong bối cảnh bùng phát virus. Tuyết phủ trắng thủ đô Hoa Kỳ khiến cho nhiều cơ quan phải đóng cửa, giao thông gặp nhiều trở ngại hai người vẫn mất tích sau vụ cháy rừng ở Colorado, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Năm cường quốc hạt nhân cho rằng sẽ không có quốc gia nào có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân. nước đóng cửa một nửa trong số 6 nhà máy hạt nhân còn lại. Iran thề sẽ trả thù vụ giết tướng Soleimani nếu cựu tổng thống Donald Trump không bị đưa ra xét xử. Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt lên 36%, cao nhất trong thời gian nhiệm kỳ của tổng thống Erdogan. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc khẩn trương mở lại các cửa khẩu biên giới. Một phụ nữ ở Lào Cai bị tử vong sau khi tiêm phát sinh phòng COVID-19. Mở đầu bản tin thế giới sẽ được cập nhật một số tin tức liên quan đến đại dịch COVID-19. Nhiều trường học Hoa Kỳ đã hoãn ngày khai giảng, nỗ lực xét nghiệm cho học sinh và giáo viên và quay trở lại học online do số ca nhiễm COVID-19 đạt mức kỷ lục. Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 15 đến 18 tuổi trong nỗ lực tiêm chủng để đạt mật độ bao phủ dân số vì thành niên đã tiêm chủng cao nhất thế giới. Tại châu Âu, các hành khách bị mắc kẹt trên một con tàu du lịch neo đầu tại cảng Lisbon, Bồ Đào Nha do phải cách ly 5 ngày vì một đợt bùng phát COVID-19 trên tàu vào đầu ngày thứ hai. Vương quốc Anh cho biết Omicron đang lan rộng trong những người trên 50 tuổi, nhưng dữ liệu không cho thấy cần phải hạn chế thêm vì hiệu quả cao của mũi tiêm tăng cường ở những người trên 50 tuổi. Các nhà lập pháp Pháp cho biết họ đã nhận được những lời đe dọa sẽ bị giết chết, nghi ngờ là từ những người biểu tình chống tiêm chủng, vì quốc hội bắt đầu thảo luận về luật yêu cầu mọi người xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng khi đi đến nhà hàng, rạp chiếu phim hoặc đi tàu. Bỉ đã đồng ý mua 10.000 liệu trình cho mỗi loại thuốc viên trị COVID-19 do Pfizer và Merck sản xuất Ba Lan có thể sẽ đưa ra các hạn chế mới nếu các ca nhiễm trùng mới tiếp tục gia tăng. Tại châu Mỹ, hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy vào Chủ nhật, hơn một nửa trong số đó là các chuyến bay đến Hoa Kỳ. Nguyên nhân là do biến thể Omicron lây lan nhanh và điều kiện thời tiết bất lợi. Cơ quan y tế Brazil Anvisa cảnh báo hành khách không nên đi các tàu du thuyền hoạt động dọc theo bờ biển Brazil vì dịch COVID-19 bùng phát đang làm ảnh hưởng đến thủy thủ đoàn và hành khách. Tại châu Á Thái Bình Dương, Úc cho biết tác động nhẹ hơn của biến thể Omicron có nghĩa là nước này có thể thúc đẩy các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế, ngay cả khi các ca nhiễm mới đạt kỷ lục hơn 37.000 người và số người nhập viện tăng lên. Indonesia sẽ bắt đầu tiêm chủng COVID-19 tăng cường cho toàn dân từ ngày 12 tháng 1. Biến thể Omicron ẩn sau những ca nhiễm trùng đang gia tăng ở Tokyo. Nơi số ca mắc mới đã tăng lên 103 người, cao nhất kể từ ngày 8 tháng 10. Tại châu Phi và Trung Đông, Pakistan đã báo cáo hơn 700 ca nhiễm mới trong một ngày, là con số cao nhất trong 2 tháng, khi các nhà chức trách cảnh báo về làn sóng dịch thứ năm và chuẩn bị để ngăn chặn Omicron. Israel cho biết họ sẽ cho một số người nước ngoài có quyền miễn trừ COVID-19 đến từ các quốc gia có nguy cơ trung bình đảo ngược một phần lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài được áp dụng vào cuối tháng 11. Tổng thống Botswana đang tự cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cơ quan FDA Hoa Kỳ phê duyệt Pfizer COVID-19 tăng cường cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã cho phép sử dụng liều thứ ba của vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, đồng thời thu hẹp thời gian cho tất cả các mũi tiêm nhắc lại xuống còn 5 tháng từ 6 tháng sau liều tiêm chính. Cơ quan cũng cho phép tiêm mũi thứ ba ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bị suy giảm miễn dịch. Cơ quan FDA cho biết họ đã xem xét dữ liệu đã công bố và bằng chứng thực tế về sự an toàn của liều tăng cường do Bộ Y tế Israel cung cấp, bao gồm dữ liệu từ hơn 6.300 người từ 12 đến 15 tuổi đã được tiêm vaccine Pfizer các ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đang gia tăng do biến thể Omicron và các cơ quan y tế đã cảnh báo rằng khả năng lây truyền cực cao của nó có thể gây áp đảo nhiều hệ thống y tế. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng hai loại vaccine Pfizer và Moderna tạo ra phản ứng miễn dịch thấp đối với Omicron, trong khi mũi tăng cường dường như bảo vệ chống lại biến thể đột biến cao này. Tại Úc, Thủ tướng Scott Morrison thể hiện sự lạc quan trong bối cảnh Úc bùng phát virus. Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Hai cho biết hệ thống y tế của đất nước ông có thể đối phó với làn sóng nhiễm coronavirus mới, trong khi bang Victoria đã báo cáo số ca mắc mới và số ca nhập viện tăng cao kỷ lục ở bang New South Wales. Ông Morrison đã phát biểu trong hai cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước khi số liệu hôm thứ Hai được công bố. Các con số ca bệnh kỷ lục hàng ngày đã được báo cáo tại các bang Victoria, Queensland, phía nam của Úc và Tasmania, cũng như lãnh thổ thủ đô Úc. Victoria đã báo cáo 8.577 trường hợp mới, là một kỷ lục ca nhiễm mới vượt mức cao nhất trước đó là 7.442 ca vào ngày đầu năm mới. Bang New South Wales, bang đông dân nhất của Úc, đã chứng kiến sự sụt giảm nhẹ về số ca bệnh từ mức kỷ lục là 22.577 ca vào thứ Bảy xuống còn 20.794 ca vào thứ hai. Nhưng số người nhập viện đã tăng lên 1.204 người, từ 1.066 người một ngày trước đó. Có 95 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng 12 người so với ngày hôm trước. Tổng số ca nhiễm hàng ngày trên cả nước đã lên mức kỷ lục hơn 37.150 người, vượt quá 35.000 ca được báo cáo hôm thứ Bảy. Có 8 trường hợp tử vong do COVID-19 đã được báo cáo vào thứ Hai nâng tổng số ca tử vong trong đại dịch ở Úc lên đến hơn 2.260 người. Theo Thủ tướng Morrison cho biết, chính phủ liên bang sẽ thực hiện các bước để bảo đảm các bệnh viện có đủ nguồn lực cần thiết để đối phó với tình trạng nhập viện ngày càng gia tăng. Tuần trước, thì chính phủ của ông đã thay đổi định nghĩa về tiếp xúc gần để bảo đảm các nhân viên y tế mà có thể đã tiếp xúc với một ca bệnh nào đó không phải cách ly và có thể trở lại làm việc. tuyết phủ trắng thủ đô Hoa Kỳ khiến cho nhiều cơ quan phải đóng cửa và giao thông gặp nhiều trở ngại. Một cơn bão mùa đông kèm theo tuyết dày đã thổi vào thủ đô của Hoa Kỳ hôm thứ Hai, khiến cho các văn phòng chính phủ và trường học phải đóng cửa. Việc hạ cánh trực thăng chở tổng thống cũng gặp phải nhiều khó khăn. Dự báo có tới 10 inch khoảng 25cm tuyết ở quận Columbia, phía bắc của Virginia và trung tâm Maryland trong suốt buổi chiều cơ quan thời tiết quốc gia cho biết có gió giật lên tới 56 km h việc đi lại dự kiến sẽ rất khó khăn vì các điều kiện nguy hiểm. Hơn một nửa số chuyến bay đã bị hoãn hoặc là bị hủy bỏ vào sáng thứ hai tại sân bay quốc gia Ronald Reagan, sân bay quốc tế PWI Marshall và sân bay quốc tế Washington Dulles. Một phần tư các chuyến bay tại sân bay chính của New York cũng bị hoãn hoặc là bị hủy với việc tuyết phủ trắng các đường phố trong và xung quanh thủ đô của quốc gia. Cuộc họp báo của Nhà Trắng cũng đã bị hủy bỏ, mặc dù các sự kiện công cộng khác của Tổng thống Biden vẫn được diễn ra. Hơn 500.000 người đã bị mất điện vào sáng thứ hai khi cảnh báo mùa đông kéo dài từ Bắc Alabama và Nam Tennessee qua Georgia, Kentucky, Bắc Carolina và Tây Virginia, Virginia và Maryland tuyết đã bắt đầu rơi vào đêm chủ nhật ở các vùng này với lượng tuyết rơi hơn 15 cm. Nhiều con đường đã bị phong tỏa, đồng thời các doanh nghiệp, trường học, văn phòng, chính phủ đã phải khoảng việc mở cửa cho đến giữa buổi sáng để nhiệt độ tăng trở lại trên mức đông bằng. Các nhà chức trách trên khắp Virginia và Maryland đã báo cáo nhiều vụ tai nạn và những con đường nguy hiểm Cảnh sát bang Virginia khuyến cáo người dân chỉ nên đi lại nếu cần thiết sau khi ứng phó với 82 vụ tai nạn giao thông tính tới 8 giờ sáng do mọi người lái xe quá nhanh trong điều kiện trơn trượt. Hai người vẫn mất tích sau vụ cháy rừng ở Colorado, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Trong vụ cháy rừng bùng lên ở các vùng ngoại ô giữa Denver và Boulder, bang Colorado, Hoa Kỳ khiến gần 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi và hàng ngàn người phải tháo chạy hôm thứ Năm vì mới đây đã có báo cáo về hai người vẫn còn đang bị mất tích. Các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân khiến cho ngọn lửa bùng phát và lan rộng ra ít nhất là 24 km vuông. Mặc dù vậy, ngọn lửa không còn được coi là mối đe dọa tức thời khi các khu vực này đang đón nhiệt độ lạnh giá và một trận bão tuyết vào ngày thứ Bảy. Các nhà chức trách ban đầu cho biết tất cả mọi người đã được chăm sóc sau vụ cháy. Nhưng phát ngôn viên của hạt Boulder cho biết sau đó đã xuất hiện báo cáo về ba người mất tích và chỉ một người được tìm thấy là còn sống sót, theo các quan chức cho biết hôm Chủ nhật. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một phụ nữ có nhà ở thị trấn Superior và một người đàn ông từ khu vực Marshall ở gần đó. Cảnh sát trưởng của hạt Boulder cho biết nhà của họ đã bị ngập sau trong đống đổ nát và bị tuyết bao phủ hầu hết trong số 991 tòa nhà bị phá hủy bởi ngọn lửa là nhà dân ở, nhưng ngọn lửa cũng thiêu rụi 8 cơ sở kinh doanh là một trung tâm mua sắm ở Louisville. Tại khu Superior lân cận, 12 cơ sở kinh doanh của bị thiệt hại, trong đó có một tòa nhà thị chính. Hai thị trấn này cách Denver khoảng 30 km về phía Tây Bắc và có dân số là khoảng 34.000 người. Năm cường quốc hạt nhân cho rằng sẽ không có quốc gia nào giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân. Theo một tuyên bố chung của năm cường quốc hạt nhân do điện Kremlin công bố hôm thứ hai, Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ và Pháp đã đồng ý rằng họ nên tránh việc phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như bảo đảm chiến tranh hạt nhân sẽ không xảy ra. Cụ thể là năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã xem xét trách nhiệm chính của họ là tránh chiến tranh giữa các quốc gia hạt nhân và giảm thiểu rủi ro chiến lược. Đồng thời, họ cũng hướng tới việc cùng thực hiện với tất cả các nước khác để tạo ra một bầu không khí an ninh. Theo nội dung tiếng Nga của tuyên bố, viết Do việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng, chúng tôi cũng xác nhận rằng vũ khí hạt nhân miễn là chúng tôi còn tồn tại nên phục vụ các mục đích phòng thủ răng đe chống lại xâm lược và ngăn chặn chiến tranh xảy ra pháp cũng đưa ra tuyên bố của chính mình nhấn mạnh rằng năm cường quốc đã nhắc lại quyết định kiểm soát và bãi bỏ vũ khí hạt nhân quốc gia này cũng cho rằng năm cường quốc trên sẽ tiếp tục cách tiếp cận song phương và đa phương để kiểm soát vũ khí hạt nhân tuyên bố đã được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa Moscow và các nước phương Tây do lo ngại về việc Nga xây dựng quân đội gần với quốc gia láng giềng là Ukraine. Moscow cho biết họ có thể triển khai quân đội xung quanh lãnh thổ của mình khi họ thấy cần thiết. Theo Hoa Kỳ và Nga cho biết, các quan chức của hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh vào ngày 10 tháng Giêng để thảo luận về những lo ngại về hoạt động quân sự tương ứng của họ cũng như việc đối mặt với căng thẳng gia tăng về Ukraine. Đức đóng cửa một nửa trong số 6 nhà máy hạt nhân còn lại. Hôm thứ Sáu, Đức đã đóng cửa một nửa trong số 6 nhà máy hạt nhân của đất nước này mà vẫn đang hoạt động. Một năm trước khi nước này vén bức màn cuối cùng trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử kéo dài hàng thập kỷ quyết định loại bỏ điện hạt nhân và chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo lần đầu tiên được đưa ra bởi chính phủ trung tả của ông Gerhard Schroeder vào năm 2002. Người kế nhiệm ông là bà Angela Merkel đã đảo ngược quyết định kéo dài tuổi thọ của các nhà máy hạt nhân của Đức sau khi thảm họa Fukushima xảy ra vào năm 2011 ở Nhật Bản và đặt năm 2022 là thời hạn cuối cùng để đóng cửa các nhà máy hạt nhân này. Ba lò phản ứng hiện đang đóng cửa được khởi động lần đầu tiên vào giữa những năm 1980. Chúng đã cùng nhau cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình Đức trong gần 4 thập kỷ. Một số người ở Đức đã kêu gọi xem xét lại quyết định chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân vì các nhà máy điện đã đi vào hoạt động tạo ra tương đối ít khí carbon. Những người ủng hộ năng lượng nguyên tử thì cho rằng họ có thể giúp nước Đức đạt được các mục tiêu khí hậu nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Nhưng chính phủ Đức trong tuần này cho biết rằng việc ngừng hoạt động tất cả các nhà máy hạt nhân vào năm tới và sau đó loại bỏ dân việc sử dụng than vào năm 2030 sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của đất nước hoặc mục tiêu làm cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở nên trung hòa về khí hậu vào năm 2045. Theo Viện Fraunhofer, các nguồn năng lượng tái tạo đã cung cấp gần 46% sản lượng điện được tạo ra ở Đức vào năm 2021. Thang đá, khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu hóa thạch khác chiếm gần 41%, trong khi điện hạt nhân cung cấp hơn 13%. Một số nước láng giềng của Đức đã chấm dứt năng lượng hạt nhân hoặc công bố kế hoạch làm như vậy. Nhưng những nước khác vẫn tiếp tục với công nghệ này. Điều này làm dấy lên lo ngại về rạn nước hạt nhân ở châu Âu với việc Pháp lên kế hoạch xây dựng các lò phản ứng mới và Đức thì chọn khí tự nhiên làm cầu nối cho đến khi có đủ năng lượng tái tạo và cả hai bên đều cho rằng nguồn năng lượng ưa thích của họ được xếp vào loại bền vững. Ba nhà máy hạt nhân còn lại của Đức là Emsland, Isar và Neckarwestheim sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2022. Các công ty điện hạt nhân của Đức sẽ nhận được gần 3 tỷ đô la cho việc đóng cửa sớm các nhà máy của họ. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra về nơi lưu trữ chất thải hạt nhân mạnh nhất được sản xuất trong các nhà máy điện của Đức. Các chuyên gia cho biết một số vật chất sẽ vẫn còn phóng xạ nguy hiểm trong 35.000 thế hệ. Iran Thề sẽ trả thù vụ giết tướng Soleimani nếu cựu tổng thống Donald Trump không bị đưa ra xét xử trong dịp tưởng niệm 2 năm ngày Hoa Kỳ ám sát tướng Qasem Soleimani. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã nói rằng cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải hầu tòa vì đã ra lệnh ám sát, bằng không thì Tehran sẽ có các biện pháp trả thù. Hàng trăm người ủng hộ các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đã tập trung vào Chủ nhật tại sân bay quốc tế Baghdad để kỷ niệm ngày mất của tướng Soleimani và hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ trong một bài phát biểu hôm thứ Hai, Tổng thống Rishi nói rằng nếu Trump và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo không bị xét xử tại một tòa án công bằng vì hành vi tội ác ám sát tướng Soleimani, người Hồi giáo sẽ trả thù vì đạo của chúng tôi. Kẻ gây hấn, kẻ giết người và là thủ phạm chính, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ phải bị xét xử và phán xét theo luật trừng phạt Hồi giáo và phán quyết của Chúa phải được thực hiện để chống lại hắn, ông Rashi nói thêm. Iran và các nhóm liên minh với nước này ở Iraq và các nước khác đã tổ chức các sự kiện để tôn vinh tướng Soleimani. Tư lệnh đặc nhiệm Quds. Tướng Soleimani đã bị giết ở Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 theo lệnh của Tổng thống Trump khi đó. Vài ngày sau vụ ám sát, Hoa Kỳ đã nói với Liên Hiệp Quốc rằng vụ giết người là hành động tự vệ. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ lúc đó là ông William Barr nói rằng cựu Tổng thống Trump rõ ràng có quyền giết Soleimani và viên tướng này là một mục tiêu quân sự hợp pháp. Hôm Chủ nhật, Iran đã gửi một lá thư hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Mỹ và Israel, những quốc gia mà Tehran cho rằng họ cũng tham gia vào vụ giết người, phải chịu trách nhiệm. Làm phá của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt lên 36% cao nhất trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống Erdogan tỷ lệ lạm phát hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 36,1% vào tháng trước, là mức cao nhất trong 19 năm mà ông Tayyip Erdogan làm tổng thống. Đây là kết quả của cuộc khủng hoảng tiền tệ do chính sách cắt giảm lãi suất phi chính thống của tổng thống gây ra. Theo Reuters đưa tin, dữ liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hôm thứ Hai, chỉ riêng trong tháng 12, giá tiêu dùng đã tăng 13,58%, làm ảnh hưởng nặng nề hơn đối với thu nhập và tiết kiệm của người Thổ Nhĩ Kỳ do bất ổn kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm vượt xa dự báo trung bình là 30,6% của Reuters. Trong đó các mặt hàng chủ lực như là giao thông vận tải và thực phẩm vốn đã tăng trong năm 2021 nay còn tăng nhanh hơn. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 44% giá trị vào năm ngoái khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất dưới sự thúc đẩy của tổng thống Erdogan nhằm ưu tiên tín dụng và xuất khẩu thay vì ổn định tiền tệ và giá cả. Một số nhà kinh tế dự đoán lạm phát có thể lên tới 50% vào mùa xuân, trừ khi hướng chính sách tiền tệ bị đảo ngược. Goldman Sachs cho biết, lạm phát sẽ duy trì trên 40% trong phần lớn thời gian của năm tới. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương không có khả năng hành động và lạm phát hàng năm có thể sẽ đạt 40 đến 50% vào tháng 3 khi có thêm các đợt tăng giá được quản lý, bao gồm cả việc tăng lương tối thiểu 50% theo Goldman Sachs. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có mức lạm phát cao thứ 8 trên thế giới theo một danh sách của Trading Economics. Năm ngoái là năm tồi tệ nhất đối với đồng lira trong gần 2 thập kỷ, trong khi chỉ số tiêu dùng CPI hàng năm là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2002, hai tháng trước khi đảng AK của ông Erdogan lần đầu tiên nhậm chức. Dữ liệu thương mại cho thấy xuất khẩu đã tăng 1 3 lên 225 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái để hỗ trợ tiền tệ và bổ sung dự trữ cạn kiệt của nó. Ngân hàng Trung ương cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã yêu cầu các nhà xuất khẩu bán 25% doanh thu bằng đồng nội tệ của họ cho ngân hàng để lấy đồng lira. Anh thay đổi luật cho phép giết chim hoang dã dạ để bảo vệ chim thú. Chính phủ Anh đã cập nhật hướng dẫn về giấy phép chung cho phép một số loài chim hoang dã dạ có thể bị giết để bảo vệ các loài chim săn bắn được nuôi. đã có cuộc tranh luận về việc gà lôi và gà gô có được coi là vật nuôi hay không, vì chúng là loài chim hoang dã dạ và vì vậy liệu những kẻ săn mồi có thể bị bắn để bảo vệ chúng hay không. Các nhóm bảo tồn đưa ra lo ngại rằng bản cập nhật có thể đồng nghĩa với việc gia tăng việc giết các loài chim hoang dã. Dạ các giấy phép chung đã bị thách thức bởi các nhóm động vật hoang dã, bao gồm cả Wild Justice của Chris Packham, một người dẫn chương trình của đài BBC. Wild Justice kể từ đó đã quản lý để bảo đảm các thay đổi, bao gồm loại bỏ tất cả các loài mòng biển và những nơi chúng có thể sử dụng không còn bao gồm các địa điểm quan tâm khoa học đặc biệt và các khu bảo tồn thiên nhiên khác. Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mức định giá 3 tỷ đô la. Apple đã trở thành công ty Hoa Kỳ đầu tiên được định giá trên 3 tỷ đô la vào hôm thứ hai khi công ty công nghệ này tiếp tục tăng trưởng giá cổ phiếu phi thường, tăng gấp 3 lần về giá trị trong vòng chưa đầy 4 năm. Cổ phiếu công nghệ tăng vọt trong thời đại đại dịch đã thúc đẩy các công ty công nghệ lớn của Mỹ lên mức cao mới và kéo thị trường chứng khoán của Mỹ đi cùng. Apple đã trở thành công ty ngang tỷ đô la đầu tiên trên thế giới vào tháng 8 năm 2018, vượt qua 2 tỷ đô la vào năm 2020 và đạt mức cao mới giao dịch bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ và cổ phiếu của nó đã vượt mức 112,80 đô la, một mảnh trước khi giảm xuống mức thấp hơn để kết thúc ngày trị giá hơn 2,9 tỷ đô la. Apple giờ đây có giá trị cao hơn giá trị cộng lại của Boeing Coca-Cola, Disney, Exxon Mobil, McDonald's, Netflix và Walmart. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 38% kể từ đầu năm 2021. Một trong những mức tăng lớn nhất trên chỉ số thị trường chứng khoán trung bình công nghiệp Dow Jones. Công ty đã công bố thu nhập hàng quý vào tháng 10 và kiếm được 20,6 tỷ đô la trong 3 tháng trước đó, mặc dù gặp phải các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng của Covid. Apple có thể sẽ không phải là công ty 3 tỷ đô la duy nhất vì các nhà phân tích kỳ vọng Microsoft cũng sẽ đạt được mốc này vào cuối năm nay. Trong một động lực khác đối với thị trường Mỹ, giá dầu toàn cầu năm ngoái ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2016, tiếp tục tăng lên 80 Mỹ kia một thùng khi lo ngại xuất hiện vào cuối năm ngoái về tác động của biến thể Omicron đã giảm bớt. Giá dầu đã giúp cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ như Chevron và Exxon Mobil tăng 1%. Thị trường dầu toàn cầu dự kiến sẽ đối mặt với sự biến động liên tục trong năm tới khi các nhà giao dịch cân bằng rủi ro rằng biến thể Omicron có thể ngăn chặn sự phục hồi nhu cầu đối với nhiên liệu vận tải trước nguồn cung không chắc chắn từ các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc khẩn trương mở lại các cửa khẩu biên giới. Bộ Thương mại Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Quảng Tây của Trung Quốc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt các tác nghẽn tại các cửa khẩu biên giới. Sau khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát biên giới với các nước láng giềng để tuân theo chính sách không COVID-19. Các hình ảnh và đoạn video từ thông tấn xã Việt Nam cho thấy hàng ngàn chiếc xe tải bị giữ ở biên giới sau đó thì lại có thông tin phát hiện virus COVID-19 trên các sản phẩm được nhập khẩu ở tỉnh Quảng Tây. Các biện pháp phòng chống virus mà Quảng Tây đang áp dụng theo chính sách không COVID bao gồm đóng cửa khẩu hoặc là ngừng nhập khẩu trái cây là quá mức cần thiết. Sự gián đoạn này đã gây ra tác động tiêu cực đến thương mại song phương và thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và người dân hai bên. Theo báo cáo, các quan chức thương mại Quảng Tây cho biết họ sẽ tăng thời gian thông quan và chuyển các đề xuất khác lên chính quyền cấp cao. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hàng nông sản giữa hai nước trong 11 tháng đầu năm 2021 đã tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 11,3 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam mở đường bay quốc tế nhưng chi phí về vẫn đắt đỏ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam bắt đầu bay quốc tế thường lệ nhưng vé máy bay vẫn cấp 2 đến 3 lần trước đại dịch. Theo đó thì Vietnam Airlines thông báo mở bán thêm nhiều đường bay thường lệ giữa Việt Nam đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Đài Loan. Trước đó, hãng hàng không quốc gia cũng chính thức mở bán các đường bay thường lệ tới Hoa Kỳ, Nhật Bản và Campuchia Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam chia sẻ các chuyến bay này còn đắt đỏ, không có nhiều lựa chọn, theo BBC News. Theo so sánh, giá vé chiều bay từ Việt Nam đi các nước khác được cho là hợp lý, tương đương với hồi trước đại dịch. Tuy nhiên, vé chiều ngược lại để về Việt Nam như là từ Bangkok, Thái Lan, về thành phố Sài Gòn trên trang web của Vietnam Airlines được phản ánh là cao gấp 2-3 lần giá trước đại dịch. Còn chiều bay từ Đài Loan về Hà Nội trên trang web của Vietjet cũng cao gấp 2-3 lần thông thường. Với chi phí còn đắt đỏ cho chặn bay thẳng, nhiều người muốn về Việt Nam vẫn lựa chọn về qua ngã Campuchia. Theo đó thì họ mua vé từ đất nước sở tại và bay thẳng đến sân bay Phnom Penh rồi bắt xe từ đây về cửa khẩu Mộc Bài. Chặng đường này mất khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Chia sẻ với BBC News. An Nhân là người về Việt Nam qua ngã Campuchia nói rằng quan trọng là giấy xét nghiệm PCR rất quan trọng vì đây là giấy mà cả Campuchia lẫn Việt Nam đều yêu cầu và phải có hiệu lực trong vòng 72 tiếng. Theo đó, An Nhân cho biết để di chuyển từ sân bay tới cửa khẩu, thuê xe riêng tầm 90 đến 100 đô la, nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm thì có thể đi xe bus chỉ tốn 7 đô la mà xe chỉ có 5 người thôi loại xe nhỏ nên không cần quá lo lắng về vấn đề lây nhiễm, miễn mình tuân thủ kỹ càng dịch tễ là ổn cả. Tới cửa khẩu một bài sẽ có một trạm gác nhỏ để bạn nộp giấy đã chứng nhận tiêm đủ liều vaccine và giấy xét nghiệm PCR. Sau đó thì nhân viên sẽ cho bạn một tờ cam kết tuân thủ từ cách ly trong 3 ngày, có thể là tại nhà, tại khu cách ly hoặc khách sạn, tùy chọn, nhưng phải ghi rõ địa chỉ cụ thể. Tiếp theo bạn cần khai báo y tế, cái này đơn giản, chỉ cần tải app về thôi. Khai xong sẽ có mã QR để kiểm soát, chỉ cần chụp lại rồi trình ra khi được hỏi. An Nhân cho biết. Tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, đang kiến nghị chính phủ Việt Nam xem xét bỏ cách ly với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine và xét nghiệm PCR âm tính. Một phụ nữ ở Lào Cai tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 một phụ nữ 23 tuổi ở tỉnh Lào Cai đã tử vong hôm thứ Năm tuần trước sau khi tiêm mũi 2 vaccine Pfizer. Theo Sở Y tế tỉnh cho biết, bệnh nhân tử vong do phản ứng phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine COVID-19 do đặc tính của vaccine. Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân không liên quan đến quá trình tiêm chủng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vaccine. Sau khi tiêm vaccine Pfizer mũi 1 ngày 21 tháng 11, người phụ nữ này không có phản ứng bất thường sau khi tiêm. Tuy nhiên, sau khi tiêm mũi 2 vaccine Pfizer vào chiều 30 tháng 12, cô ở lại điểm tiêm chủng 30 phút để theo dõi sức khỏe, thì bắt đầu thấy mệt, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Cô đã được các nhân viên y tế tại chỗ sơ cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa thị trấn Sapa. Xong đến 9 giờ tối cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong. Lọ vaccine Pfizer được tiêm cho 6 người, cô là người tiêm thứ hai. Các quan chức y tế địa phương cho biết 5 người khác sức khỏe ổn định và bình thường. Đây là trường hợp tử vong do tiêm chủng COVID-19 thứ năm trên cả nước do phản ứng quá mức với vaccine Pfizer. Các trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer trước đó là các em học sinh từ 12 đến 16 tuổi. Về các con số COVID-19 tại Việt Nam, Bản tin dịch COVID-19 ngày 3 tháng 1 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, có 15.936 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh và thành phố. Trong ngày thì có 24.461 ca khỏi bệnh và 190 người tử vong. Ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.100 ca, Hải Phòng có 1.749 ca, Tây Ninh có 919 ca, Vĩnh Long có 842 ca, Cà Mau có 821 ca, Khánh Hòa có 786 ca, Sài Gòn có 662 ca, Bình Phước có 619 ca, Bình Định có 547 ca và Trà Vinh có 517 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.778.976 ca nhiễm với 33.021 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là trên 1,3 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 6.427 người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2 tháng 1, có thêm 594.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là trên 153,5 triệu liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là gần 77,8 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 69,2 triệu liều, tiêm mũi 3 là hơn 6,5 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô đồ la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay, một Canada bằng 0,7888 Mỹ Kim và bằng 0,6949 euro. Một Canada bằng 17.878.94 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 76 đồng một thùng và giá dầu thô Brent là 78 ,92 đồng 92 một thùng. Giá vàng giao ngay đặt mức 1 27 Mỹ Kim một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị xem qua một hình ảnh dễ thương của thiên nhiên của gấu mẹ và ba chú gấu con leo trên cây nằm ngủ trưa ở giữa khu phố Virginia. Một con gấu đen mama và ba con gấu con đã leo lên một cành cây ngủ trưa giữa khu phố của thành phố Chesapeake ở Virginia. Vào khuya, vài tiếng sau đó, các con gấu đen mới tự nguyện thủng thỉnh rơi khỏi nơi này khi các quan chức nhận được cảnh báo về những con gấu này, họ đã yêu cầu cư dân ở gần khu vực của cây này, nơi các con gấu đang ngủ ở bên trong nhà và đã chặn đường không cho du khách vào để mang lại cho các con gấu không gian, yên tĩnh và thời gian. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Culture Channel có các tin tức cập nhật hàng ngày và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe, đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.